Thiếu tá cảnh sát giao thông, trong một tiếng làm việc với chúng tôi, cô Ngọc Lan rất đanh đá. Trong suốt thời gian gần một tiếng làm việc với chúng tôi, bà Lan rất đanh đá, liên tục có lời nói thiếu chuẩn mực, khiến chúng tôi ghi hình lại để làm bằng chứng. Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tâm, đội phó đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc, công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sáng ngày 5 tháng 9, tổ chuyên đề đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang thi hành nhiệm vụ kiểm tra tốc độ trên tuyến xa lộ Hà Nội qua đoạn đường phường Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình kiểm tra, cảnh sát giao thông phát hiện ô tô do diễn viên Ngọc Lan, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Ngọc Lan điều khiển, vượt quá tốc độ cho phép. Sau khi được yêu cầu dừng lại và xuất trình giấy phép lái xe, nữ diễn viên cho rằng mình không mang theo và đề nghị được lái xe trễ về nhà để lấy. Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tâm, đội phó, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cho hay, trong quá trình xử lý vụ việc, thì nữ diễn viên Ngọc Lan đã có nhiều phát ngôn thiếu chuẩn mực và to tiếng, nhắm thẳng vào lực lượng thi hành công vụ. Trao đổi thêm với chúng tôi, thiếu tá Tâm cho biết, trong suốt thời gian gần một tiếng làm việc với chúng tôi, bà Lan rất đanh đá, liên tục có lời nói thiếu chuẩn mực đã được chúng tôi ghi hình lại để làm bằng chứng. Khi bà Lan chạy quá tốc độ, bị lập biên bản xử phạt và theo luật phải thu bằng lái, nhưng thời điểm kiểm tra thì bà ấy không có bằng lái nên chúng tôi phải tạm giữ xe. Tuy nhiên bà Lan lại nhất quyết yêu cầu được lái xe về nhà lấy bằng lái. Theo thiếu tá Tâm, theo luật giao thông đường bộ, khi người điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông đường bộ như vậy, chạy quá tốc độ mà không có giấy phép lái xe thì không cho phép người vi phạm tiếp tục điều khiển phương tiện. Thời điểm kiểm tra người vi phạm nếu không xuất trình được bằng lái thì chúng tôi sẽ ghi lỗi không bằng lái. Khi điều khiển phương tiện, nếu sau đó người vi phạm mang bằng lái đến thì chúng tôi sẽ lập biên bản ghi là đã xuất trình giấy tờ vào thời gian nào, sau đó sẽ thu bằng lái. Theo luật không có từ quên mang mà chỉ có hoặc không có giấy phép lái xe, thiếu tá Tâm nói thêm. Bên cạnh đó, liên quan đến vấn đề chờ người vi phạm mang giấy phép lái xe đến, vị đội phó đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cho hay, vì muốn xây dựng hình ảnh đẹp thân thiện, thông cảm cho người dân, nên cảnh sát giao thông linh động đồng ý chờ người vi phạm gọi người nhà mang giấy tờ đến. Thiếu tá Tâm cũng thừa nhận, bà Lan cũng có hành động cầm ô dù che nắng khi hai bên đang làm việc cùng nhau. Ngoài ra, vấn đề Ngọc Lan cố thủ trong xe sau khi vi phạm thì thiếu tá Tâm cho rằng trong lúc làm việc với người đang thi hành công vụ, người vi phạm không được phép ngồi trong xe. Từ cố thủ chỉ là nói miệng, chứ trong biên bản không ghi từ này và cũng không có ghi chi tiết chống người thi hành công vụ, thiếu tá Tâm khẳng định. Lấy chồng trẻ, Lê Phương hưởng phước được cả gia đình ông xã quan tâm hết mực. Cà pháo có được ông nội mới thật tuyệt vời, Lê Phương hạnh phúc khi có bố chồng tốt. Hãy sống tốt nhiều hơn để nhận nhiều phước Phương nhé, một Facebook bày tỏ. Đang tận hưởng những ngày hạnh phúc mới, tương đương Lê Phương thường xuyên cập nhật tình trạng tổ ấm ngọt ngào bên ông xã kém 7 tuổi Phạm Trung Kiên. Sau đám cưới tưng bừng ở 3 địa điểm, từ quê cô dâu đến quê chú rể và cuối cùng là Sài Gòn, nơi lập nghiệp, vợ chồng Phương Kiên đang sống những ngày mật ngọt. Trong khi ông xã Trung Kiên khoe đám cưới làm ba nơi, vậy đi hưởng tuần trăng mật cũng đi ba nơi, thì Lê Phương lại hào hứng nói về kỳ nghỉ, gọi là honeymoon, tuần trăng mật cùng chồng cũng được, là tổ chức sinh nhật cho con tròn 5 tuổi cũng xong. Hay lễ Vu Lan đưa mẹ đi nghỉ dưỡng cũng ổn, ai nói gì cũng được, miễn lòng an yên là được. Bên cạnh giây phút ngọt ngào bên nhau, nữ diễn viên Tình Như Tia Nắng cũng bật mí khoảnh khắc, khẳng định chủ quyền của hai vợ chồng. Theo đó, ngôi sao 32 tuổi đã đăng tải hình ảnh ông xã đặt bút ký vào giấy chứng nhận kết hôn, chứng thực Phương và Kiên là vợ chồng hợp pháp trước pháp luật. Liên tục chia sẻ về tổ ấm mới, ngôi sao dông tố cuộc đời đã vô tình đẩy mình vào thị phi. Ngoài những lời chúc hạnh phúc, một số người công khai chê bai Phạm Trung Kiên, mỉa mai Lê Phương và cuộc hôn nhân của cô. Không chỉ gọi ông xã của Lê Phương là thằng, anti-fan còn chỉ trích Lê Phương là lố, thích làm quá, là người của công chúng, tôi thấy em quá lố rồi. Làm cho quá vào, rồi mai mốt lại chia tay đấy Phương. Thằng nào cũng vậy chứ không riêng gì chồng em bây giờ, một Facebook chỉ trích Lê Phương. Tưởng câu chữ chỉ như gió thoáng qua, ai ngờ ngôi sao 32 tuổi đã đanh thép đáp trả, khẳng định con người như bạn thật đáng sợ. Bà xã của nam ca sĩ họ Phạm đã tìm tới tận địa chỉ trang cá nhân của anti-fan nhằm đánh phủ đầu. Công khai ngôi nhà ảo của kẻ mỉa mai mình, Lê Phương nhắn nhủ sau cây. Mục đích của tấm ảnh này bạn đăng để làm gì, cũng là muốn lưu lại khoảnh khắc hạnh phúc của mình lên trang cá nhân. Bạn là đàn ông hay đàn bà, tôi chấp nhận bạn nói chuyện vô duyên, nhưng nếu vô học thì tốt nhất là im lặng nhé.
Trước đó Lê Phương từng nhiều lần đáp trả khi bị anti-fan chê bai Tân Lan, mỉa mai cuộc hôn nhân của cô, cùng điểm lại những phát ngôn của vợ cũ Quách Ngọc Ngoan khi bạn đời và cuộc hôn nhân bị mang ra bàn tán. Lê Phương đáp trả khi bị anti-fan mỉa mai, con người ta sao dễ quên nhanh quá khứ đến như thế, mới và cũ, xấu và đẹp, thơm và thối. Và cũng dễ buông lời nhận xét hồ đồ. Và không ngại đối đáp hay tay đôi với những kẻ thích tọc mạch chuyện riêng tư. Mai mốt bỏ người này lấy người khác nữa chứ gì, diễn viên mấy bà có ai tốt đâu mà làm rùm beng lên. Không có là người ta không nói, hai ba đời chồng không đúng sao, nhìn mặt này coi Lê Phương tự tin bao lâu. Lê Phương đáp trả rằng, chị trông lớn có tuổi mà lời nói thì thật thấp kém. Không chỉ bảo vệ mình, Lê Phương cũng nổi đoá khi chồng trẻ bị mang ra so sánh với tình cũ Quý Bình và chồng cũ Quách Ngọc Ngoan. Chồng này to quá, xấu hơn Quách Ngọc Ngoan và Quý Bình nhiều. Lê Phương đanh thép đáp trả rằng, bạn nhìn người qua vẻ bề ngoài à. Hay mở lời đanh thép khi bị công kích, chồng không biết được mấy bữa rồi thay chồng khác, tội cho mấy anh. Khi dùng Facebook thật thì nên suy nghĩ trước khi bình luận, họa từ miệng mà ra bạn à. Đanh thép đáp trả những kẻ phá đám tổ ấm, ngược lại Lê Phương rất ngọt ngào với người thân yêu. Theo đó, nữ diễn viên lễ phép thay con trai riêng, gọi bố chồng là ông nội và gửi lời cảm ơn đứng sinh thành. Dạ cà pháo cảm ơn ông nội, Lê Phương lễ phép trả lời khi bố chồng gửi lời chúc tới bé cà pháo. Ông bà chúc pháo năm học mới giỏi khỏe ngoan và hiền. Khép lại cuộc trò chuyện của bố chồng và con dâu, nữ diễn viên nhận được lời nhắn nhủ ấm áp từ bố đẻ của ông xã. Thời tiết thất thường, mới đi xa về, con coi giữ sức khỏe cho cả nhà ngang. Giữa thị phi với ngàn lời chỉ trích về mối tình chênh lệch, lời nhắn nhủ đông đầy tình yêu thương của bố chồng dành cho nàng dâu mới Lê Phương đã nhận được nhiều lời tán dương. Ai cũng dành cho nữ diễn viên sự ngưỡng mộ, vì sau những sóng gió, cô đã tìm thấy được bình yên. Cà pháo có được ông nội mới thật tuyệt vời, lời nhắc nhở thật xúc động, Lê Phương hạnh phúc khi có bố chồng tốt. Phương đang hưởng phước đó, hãy sống tốt nhiều hơn để nhận nhiều phước Phương nhé, Facebook bày tỏ. Đóng gói cuộc sống của bà mẹ đơn thân sau khi ly hôn với Quách Ngọc Ngoan, Lê Phương nên duyên vợ chồng với nam ca sĩ Phạm Trung Kiên. Đến với nhau khi nữ diễn viên đã qua một lần đổ vỡ hôn nhân và có con riêng. Trong khi nam ca sĩ chưa từng kết hôn và kém Lê Phương 7 tuổi, mối tình chênh lệch không ít thị phi. Bỏ qua tất cả, Phương và Kiên đang xây dựng hạnh phúc bên nhau. Trong khi nữ diễn viên 32 tuổi khoe, chồng của Phương không phải chồng của người ta nha, có thể không quyền lực nhất nhưng chắc chắn là em hạnh phúc, thì bạn đời nào cũng hào hứng thông báo, đám cưới xong rồi, cả nhà ơi, từ nay em chính thức có vợ rồi. Nói về quyết định lên xe hoa lần 2, Lê Phương tâm sự, lần kết hôn trước không được như mong muốn, nên lần này Phương mong mọi thứ được trọn vẹn, chứ không phải mình cố tình phô trương hay làm nổi như thế nào cả. Từ hôm bữa tới giờ cũng có nhiều bình luận nhắn tin, những vấn đề không tế nhị lắm. Nhưng cái quan trọng nhất là Phương cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có. Phương chỉ cần một người chia sẻ quan tâm tới mình, sẵn sàng làm những việc không tên mà nhiều khi đàn ông coi đó là sĩ diện, mặc định là việc của phụ nữ như nấu ăn, rửa chén, giặt giũ. Điều mà Phương cảm thấy quan trọng nhất đó là người đàn ông trai đường có thể hô mưa gọi gió. Gì thì không biết, nhưng khi về nhà họ vẫn có thể chia sẻ công việc nhà, quan tâm sức khỏe chăm sóc mình, như vậy Phương thấy là quá tốt rồi. Chồng ơi, cười thật tươi cho người thân mình hạnh phúc, mặt thói đời ganh ghét lắm sân si. Lê Phương nhắn nhủ ông xã trước miệng đời cay nghiệt. Phan giật mình nhận ra vợ mới kém 10 tuổi của Vân Quang Long quá giống Lê Phương. Rất nhiều khán giả đã sửng sốt khi thấy nụ cười của vợ ca sĩ Vân Quang Long rất giống diễn viên Lê Phương. Vừa qua, ca sĩ Vân Quang Long, cựu thành viên nhóm nhạc đình đám một thời 1088, bất ngờ xuất hiện trước khán giả sau một thời gian dài vắng bóng. Anh xuất hiện trong một show truyền hình ca sĩ giấu mặt để cổ vũ đồng nghiệp là nam ca sĩ Mạnh Đình. Điều đặc biệt, Vân Quang Long đi cùng bà xã xinh đẹp của mình, vốn kính tiếng đời tư trong suốt 15 năm ở ẩn. Vân Quang Long hiếm hoi hé lộ về hôn nhân. Tuy nhiên, khán giả cũng nhận ra bà xã trẻ trung vừa lộ diện của Vân Quang Long không phải người vợ nha sĩ kém 4 tuổi từng được anh dẫn đi sự kiện trước kia với hai con. Theo tiết lộ mới của nam ca sĩ 7X, anh và người vợ quen biết từ thời đi học đã chia tay. Vợ hiện tại của nam ca sĩ sinh năm 1989, kém anh 10 tuổi, quê ở Bình Minh, Vĩnh Long.
Ngay khi vừa công khai vợ mới, nhiều khán giả đã khen ngợi ngoại hình xinh đẹp của bà xã Vân Quang Long. Bên cạnh đó, rất đông người hâm mộ nhận xét cô gái này có nụ cười cực giống diễn viên Lê Phương. Thậm chí có fan còn cho rằng Lê Phương và vợ Vân Quang Long như chị em song sinh. Vợ kém 10 tuổi vừa lộ diện của Vân Quang Long và diễn viên Lê Phương khá giống nhau. Rất nhiều fan cùng có chung nhận xét này. Diễn viên Lê Phương vốn được nhiều fan yêu thích với nụ cười tươi, mái tóc dài đen mượt và khuôn mặt trái xoan. Vợ Vân Quang Long cũng có điểm tương đồng. Bên cạnh nhận xét về ngoại hình của bà xã Vân Quang Long, nhiều fan cũng cho rằng thần tượng một thời đã có nhiều thay đổi và hồi tưởng lại thời huy hoàng của 1988. Người hâm mộ chúc mừng nam ca sĩ sinh năm 1979 tìm được bến đỗ mới. Những tấm ảnh cưới của Vân Quang Long và vợ mới cũng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.